Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một bệ tinh thể thạch anh trắng. Nó gồm nhiều các tinh thể thạch anh quần tụ kết nối lại với nhau. Chúng ta cùng xem tổng quát cái bụi này. Đây, tôi đang quay từ phía trên dưới. Đây, nó có tinh thể chính này, nó tương đối là trong. Xung quanh nó là có khá nhiều các tinh thể. Đây là tôi đang quay ở phía bề ngang nhé. Và đặt theo cái thế này. Đây nó còn bám một ít cái tạp chất này, đất bẩn này. Cái này về nó chịu khó cạo nó cũng sẽ ra thôi. Có những cái tạp chất bám ở đây. Độ trong tương đối tốt quý vị nha. Nó có khá nhiều các cái tinh thể ăn liền vào với nhau, liên kết với nhau. Thạch anh là một trong những cái dòng đá cung cấp nguồn năng lượng rất tốt cho sức khỏe, trí tuệ. Trong phong thủy thì nó còn có tác dụng trấn trạch, trừ tà, giúp cho tăng vượng khí, tích tụ tài lộc. Cái bệ này thì tôi xin quay từ trên xuống dưới. Có bề ngang này, nó là 22 cm. Và cái bề điểm ngang ở điểm này thì nó là 21 cm. Kích thước nó cũng... Đây là quay quát cái chiều này, quý vị cùng xem nha. Đây là cái chiều nó đây. Cái đế của nó thì khá bằng phẳng quý vị nhé. Đây, cái đế của nó này rất bằng phẳng. Đặt không cần đế luôn. Một bệ tinh thể thạch anh trắng. Bệ này có khối lượng của đá nặng là 4 kg. À xin lỗi, nặng 3 kg. Nặng 3 kg. Và hiện tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 1.100.000 đồng. Nếu quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Cam kết là hàng thạch anh trắng chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai so với cam kết xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định giám định. Quý vị có thể kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu mà sai tôi xin thực hiện theo đúng cái cam kết với khách hàng. Quý vị có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ up lên để phục vụ các quý vị. Ngày nào kênh của tôi cũng có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy đến với các quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.